Là một giáo viên năng nổ, hết lòng vì học sinh, có nhiều sáng kiến ứng dụng công nghệ trong dạy học, thầy giáo Vũ Trọng Uy, trường tiểu học Yên Phú, huyện Yên Mỹ, luôn được học sinh và đồng nghiệp kính trọng, được cấp trên đánh giá cao. Chưa từng được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực tin học, nhưng thầy Vũ Trọng Uy đã tự tìm hiểu, nghiên cứu để xây dựng các phần mềm phục vụ dạy và học. Từ năm 2009 đến nay, ngoài việc thiết kế các bài giảng điện tử, thầy Uy đã xây dựng hàng chục phần mềm ứng dụng dạy học, trong đó nổi bật nhất là phần mềm hỗ trợ dạy và học môn lịch sử lớp 5, đoạt giải nhì, giải thưởng cao nhất trong hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên năm 2016 và là một trong 70 giải pháp xuất sắc nhất toàn quốc của hội thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016, được đề cử ghi danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017. Trong cái giai đoạn giáo dục hiện nay thì áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nó rất quan trọng, do vậy mình đã cố gắng tự học và làm các cái phần mềm về dạy học. Bước đầu thì là cũng rất nhiều khó khăn, sau đó tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp, của học hỏi các cái bạn mà người ta được học đào tạo tin học thì họ giúp đỡ. 20 năm gắn bó với học sinh bậc tiểu học, cần sự quan tâm sát sao tỉ mỉ, thầy Uy luôn ý thức mình cần phải có tinh thần trách nhiệm cao nhất, tận tụy với công việc và yêu thương học sinh như con em ruột của mình. Bởi vậy, những lớp học do thầy chủ nhiệm luôn là những tập thể tiêu biểu trong phong trào học tập rèn luyện của nhà trường. Thầy rất chu đáo với mọi người, rất tình cảm, chân thành, là tấm gương mẫu mực về mọi mặt cho thầy và trò nhà trường noi gương học tập. Với những đóng góp trong giảng dạy, thầy Uy không chỉ được học sinh đồng nghiệp tin yêu mà còn luôn được cấp trên khen thưởng và đánh giá cao.